nên giờ bà con mới rồi chia sẻ giúp chùm. Ở đây là giúp bằng tình người, để giúp miễn phí, miễn phí là không có tiền bạc hết, đây để Tiểu Hải giúp miễn phí nha. Nhiều người bây giờ lấy cái hình ảnh mình lên làm Zalo Facebook để lừa đảo người dân, đây là Tiểu Hải là xin tiền bạc kêu chuyển khoản, đó là lừa đảo bà con. Đây là Tiểu Hải làm không có xin tiền hết nha bà con. Đây là làm giúp dân, giúp đời, giúp người, không có miễn phí, không có tốn tiền, mọi người biết nha. Có gì liên lạc trực tiếp thì Tiểu Hải 0913785818, bà con cũng bắt đầu cảm ơn nhiều. À, bây giờ tôi tiếp khách xem. À, rồi chị họ tên gì? Nguyễn Ngọc Hoài Thương. À, chị sinh năm mấy? 1992. Quê đâu? Ở Bến Cát, Bình Dương. Quê Bến Cát, Bình Dương. Là giờ chị đến nhờ được xin hãy là tìm những người là sao? Ba bạn này là nhân viên thu ngân ở công ty. À, rồi sao là lý do sao lấy tiền đi? À, thì ngày 15 là mấy bạn nhận phiếu, đi thu tiền của khách hàng, thì mấy bạn cầm phiếu đi thu thì không có về, không về công ty và ngắt điện thoại luôn. Ba bạn này hả? Dạ. Rồi ba bạn này mà nè bây giờ nè, bạn áo đen này tên gì? Áo đen là tên xe. Cái gì xe? Gì Trần Văn Xe, để em coi lại. Bây giờ nhân viên đi thu tiền về là đi luôn, thu tiền xong rồi đi luôn nha. Đó bà con bé luận chia sẻ giùm những cái hoàn cảnh này ha. Bây giờ mình làm nhân về, bây giờ mình mà thuê nhân viên làm cũng mệt mỏi lắm. Cho nó tự. Quý cái xe sinh năm mấy? Bạn này năm sinh đẹp luôn lắm. Nó quê đâu? Hậu Giang, An Giang gì đó. Hậu Giang, An Giang con. Còn mấy loại chia sẻ giùm tôi nha. Đó. Bà còn với mấy bạn này làm mấy bạn này là gom tiền đi hết một lần, mấy người bạn lại chung hay sao? Bục bầu và bục chung hay là người bạn, mấy bạn này có hình như là cũng có kế hoạch từ trước rồi. Hai bạn này rủ nhau đi nè, còn bạn này thì nghỉ trước đó nhưng mà cũng đi lên chung rồi xong cũng đi thu tiền khách hàng chung. Đó, bà con có lời chia sẻ giúp giùm mọi người. Có liên lạc theo Tiểu Minh Hải 0913785818. Bà con có lời chia sẻ giúp giùm. Giúp giùm cho chị này để tìm mấy người nhân viên gom tiền đi luôn. Đó mọi người nên chia sẻ giùm nha. Mọi người chia sẻ giùm ha. Bà con cô bác là mình chia sẻ cho chị này đó. Bây giờ chị có đôi lời gì nói cho mấy đứa này đem tiền lại trả về trả lại? Thì khi mà xảy ra sự việc thì bên công ty cũng có liên hệ, thì cũng có nhờ mấy bạn mà cũng có chơi chung á, là nhắn tin điện thoại thì không được, mấy bạn không có bắt máy, mấy bạn chặn số. Thì có lấy một vài số điện thoại này, có nhắn tin cho mấy bạn. Thì có nói là nếu mà có lỡ lấy rồi á thì công ty vẫn chấp nhận là nộp về. Rồi sẽ, nếu mà mấy bạn biết hối cải thì sẽ tạo điều kiện cho mấy bạn đi làm để mà trả nợ lại. Nếu như trong một phút nông nổi, nhưng mà hiện tại là mấy bạn vẫn chưa chịu hợp tác. Đó, bà con có lời chia sẻ giùm. Bây giờ nãy em không lấy cái giấy rồi đọc tên này kia, có đi chung với em không? Đọc tên ra này kia để biết người này tên gì, ở đâu này kia, là mấy anh em hiệp sĩ Bình Dương mới làm được. Một bạn là Trần Bảo Lâm, một bạn là Nguyễn Văn Xe. Phải họ tên này kia cho dễ, làm cho ghi cho rõ ràng đi. Để nhận cho hiệp sĩ Bình Dương có tiền mà giúp cho. Đây là làm giúp giùm miễn phí, không có tốn tiền thì bà con nói mọi người gì. Em biết, em mới cầm không được một thông tin của bạn là Trần Bảo Lâm nè. Quê ở Trung Kiên, Thốt Nốt, Cần Thơ. Dạ. Còn bạn nào nữa đọc lên. Với lại bạn Trần Văn Xe. Trần Văn Xe thì em chưa có cái thông tin. Rồi, bà con mới lại chia sẻ cho mọi người. Nhân viên này đi gom tiền là đi luôn nè. Đó nên mọi người nên chia sẻ giùm ha. Chia sẻ giùm. Hôm nay ngày Chủ nhật ngày 21 là ngày đặc biệt của tôi. Tôi đã định đến cúng vợ, thăm vợ, đến phần mộ, nhưng mà giờ gần nhiều người đến cầu cứu nên mình phải bỏ công việc, mình phải đến đây để giúp cho mọi người. Bà con cô bác loại chia sẻ giùm ha. Chia sẻ giùm mọi người, chia sẻ giùm đó. Bà con bác loại chia sẻ giùm. Chia sẻ giùm ha. Nè bây giờ cái những lời nói của em á ha, là đi kêu tìm mấy người này là hiệp sĩ Bình Dương, tìm mấy người này là đúng sự thật hay là sao? Với công cả thư là những sao? Những cái vấn đề em nói là đúng sự thật. Vâng. Đó. Là nó bốn người này là lừa hết nhiêu? Hiện tại là em đang thống kê lại tại cái số lượng mà mấy bạn cầm phiếu của khách hàng đi thu, thì nếu mà trong cái ngày đó thu thì cũng phải 100 mấy triệu. Trăm mấy triệu vâng. Dạ. Mấy em coi nếu mà mấy em lỡ lấy tiền về rồi mấy em không trao thì mấy em là vâng đến trả lại cho công ty đi.
Đó mấy em ơi, có gì cái mình làm gì mà lương thiện là được ha. Làm lương thiện được để mấy bạn coi, mấy bạn thấy có trong hình thì mấy bạn liên hệ với công ty để trả tiền lại cho công ty đi ha. Và còn có lợi chia sẻ giúp giùm mọi người. Chia sẻ giùm ha, có liên lạc điện thoại cho đội là chị Quý Nải 0913785818. Và còn có lợi chia sẻ giúp giùm mọi người. Chia sẻ giùm ha. Bà con có điện thoại cho đội Tiểu Hải 0913785818, bà con chia sẻ giùm. Mọi người hãy chia sẻ ha. Hôm nay ngày Chủ nhật tức là nghỉ rồi mà con phải giúp dân ha. Bà con với đội chia sẻ mạnh lên để cho chị này được ăn ngủ ngon. Tại vì hiện nay là rất là nhiều người đến nhờ Tiểu Hải, ngày Chủ nhật mà nhiều người đến. Rồi bây giờ em có rồi lời nói cho mấy nhân viên này đem tiền là nó trả. Thì hiện tại là chỗ em Lâm, em C với lại em Tâm, thì nếu như mấy em có gặp cái khó khăn gì thì mấy em đã lỡ trong một phút nông nổi thì có lỡ lấy cái số tiền đó, thì nếu như mà biết hối cải, quay trở lại công ty thì nộp lại cái số tiền còn lại, thì cái số tiền mà mấy em đã lỡ sử dụng, lỡ xài rồi thì công ty có thể là cho mấy em trả góp. Đó, Trả hay góp, dạ, trả góp. Để ví dụ như nếu mà mấy em nói hối cải thì có thể tạo điều kiện cho mấy em đi làm để mà trả lại cái số tiền, góp lại từ từ cái số tiền mà lỡ đã xài của công ty. đó mấy em nghe không đó, mấy em thấy mấy em liên hệ với công ty để công ty còn tha thứ ha. Nhưng mà đến dính này là dính pháp luật rồi, Dạ đúng rồi. dính pháp luật thì mấy em coi chừng cầu tội là mệt lắm ha. Đó bà con với lại chia sẻ giùm mọi người chia sẻ giùm ha, bà con đó là chia sẻ giùm. À, bà con chia sẻ giùm mọi người chia sẻ giùm ha. Đó, bà con với lại chia sẻ cho tôi ha. Đây là mấy bạn coi, mấy bạn sẽ điện thoại liên hệ với công ty chứ mất công bị dính vào pháp luật là câu tội, là có tiền án sự bắt đi làm khó lắm ha, có tiền án sự làm khó lắm. Rồi còn có lợi chia sẻ giúp giùm, bà con có lợi chia sẻ giùm ha. Đó bà con thấy những anh này đâu điện thoại cho đội sĩ Vinh Hải 0913785888 hoặc là điện cho công ty ha. Số thoại công ty số mấy? 0901 545455. Em đọc chậm cái nữa không? 0901 545455. Đó bà con báo lợi chia sẻ giùm đó. Bà con báo lợi chia sẻ cho chị này để chị về công ty nữa, còn nhiều việc chị đến sáng sớm giờ, chị chờ sáng sớm giờ giờ mới ấy ha. Bà con báo lợi chia sẻ giùm đó. Bà con báo lợi chia sẻ ai mà điện thoại mà nó hiệp sĩ Hải kêu chuyển tiền hỗ chuyển nha, tại đây là giúp gian giúp giùm không có cốc tiền hết á ha. Đó bà con với lại chia sẻ giúp giùm mọi người chia sẻ giùm nha, mọi người làm ơn chia sẻ giùm. Giờ còn nhiều người đến nhờ sĩ Hải lắm, bà con bắt đầu chia sẻ giùm nha, chia sẻ giùm. Em đứng qua đây cho nó hay chối chối hình, nó chối chối làm sao, bà con với lại chia sẻ giùm. Đang gì mới đỏ nè, bà con bắt đầu chia sẻ giùm cho chị này để công ty còn công việc, công ty công việc đó. Mấy em là mấy em thấy hình mấy em ở trên đây thì mấy em được đem tiền về trả cho công ty, hoặc là không ấy thì lên đầu thú cho công ty để công ty được còn cho mấy em thì nợ lại mấy em làm mấy em trừ lương ha, chứ đến đến dính pháp luật múc đi xin việc làm rất là khó đó. Mấy em làm ơn mấy em coi nè, đó mấy em coi là mấy em có trên mạng để mấy em làm ơn về liền, về gấp ha, liên hệ với ông cây để còn còn thời gian còn thời cơ không ấy là đến báo công an là mấy anh em dính với pháp luật ha, đó có cần án sự là muốn đi làm khó ha. Đó bà con có loại chia sẻ giúp giùm ha, mọi người chia sẻ giúp tôi, mọi người chia sẻ giúp mình. Cảm ơn mọi người nhiều, cảm ơn. Rồi được rồi, bây giờ em lấy cái hình đi, em lấy hình đi.